Mến chào anh chị, hiện tại em đang có mặt ở trên một cái ban công của một căn nhà với diện tích cực kỳ là lớn luôn, ngang 5m, dài tận 15m nha. Nằm trong một cái khu dân cư ở rất là đông đúc rồi, như quý anh chị có thể xem nha. Sau lưng em toàn là biệt thự với biệt thự thôi nha anh chị, mà bán với mức giá cực kỳ là sốc luôn, chưa tới 2 tỷ nữa nha anh chị. Nhà mới nha, nhà được xây riêng lẻ nha, cái gì cũng riêng hết luôn, tường riêng, cột riêng, đài riêng, móng cũng riêng luôn, sổ hồng cũng riêng luôn, mình có thể đi công chứng sang tên trong ngày luôn nha anh chị. Và anh chị mình hãy cùng em tham quan hết cái mẫu nhà ngày hôm nay nha. Nếu mà anh chị quan tâm thì hãy gọi em và số điện thoại. Là cái mặt diện ngôi nhà của mình nha anh chị, được thiết kế theo cái kiểu mái hộp hiện đại nhất năm luôn đó, như quý anh chị mình có thể xem nha, cực kỳ là sang luôn, có đi những cái chỉ viền ban công ở trên á, chỉ viền mạ vàng đó quý anh chị, nó nhìn rất là đẹp và xinh luôn, thiết kế theo cái kiểu mái hộp đó, hiện đại nhất năm đó. Căn này là bên đơn vị em vừa mới hoàn thiện xong luôn nha đó, có hai trụ cọc cổng này rất là to luôn. Và căn nhà của mình á nằm trong một cái khu dân cư ở rất là đông nè quý anh chị đó, dân cư đây thì ở đây thì hướng này quý anh chị mình đi ra cây quốc lộ 50 cầu Cần Giuộc mới á, đây ra ngoài khoảng 300 đến 500 mét thôi, đường xá thì đường rộng lắm nha, đường này là 4m 5m nha, ô tô 4 chỗ 7 chỗ sẽ tải di chuyển tận nơi ngôi nhà của mình luôn đó. Như quý anh chị mình có thể quan sát sơ khu dân cư hiện hữu khu vực đây đó, một cái căn nhà ngang 5m, dài tận 15m luôn, vừa mới hoàn thiện xong luôn, mà bán với mức giá tổng luôn nha, chỉ đúng 2 tỷ thôi mà vẫn còn bớt thêm nha anh chị. Tìm đâu ra, anh chị nào xem được cái video và cái căn nhà ngày hôm nay, nếu mà mình có thật sự muốn đi xem nhà thì hãy gọi ngay cho em qua số điện thoại trên màn hình nha. Đó thì trước khi vào trong căn nhà thì bên đơn vị em có làm cho quý anh chị mình có cổng rào đàng hoàng hết rồi nha anh chị, có hai cột cổng hai bên sơn những cái màu nhắn nhá rất là sang và nổi bật luôn. Đó, có những cái lỗ thông gió trước cửa nhà của mình nè, nên cực kỳ là mát luôn. Về quý anh chị mình có thể làm thêm một cái mái che che nắng che mưa ra nha. Hướng nhà của mình là hướng tây nam nha anh chị đó, hướng tây nam thì rất là mát rồi, chiều nắng nhẹ tí thôi. Và làm cho anh chị mình một cái sân nè, để anh chị mình có thể đậu xe máy nha đó, cái sân rộng rãi, diện tích nhà ngang năm á, nên vô nhà rất là rộng luôn nha anh chị đó. Làm cho anh chị mình một lít cửa sắt sơn tĩnh điện đây đó, cái cửa này là cái cửa sắt sơn tĩnh điện có khắc BNC mạ vàng cho cô quý anh chị mình luôn đó, rất là đẹp và sang nha. Cái sân này rộng nè, cái mặt diện á thì bên đơn vị em cũng ốp gạch nè, ốp gạch sạch sẽ lên tới lên trên luôn nha quý anh chị đó, nhìn rất là sang luôn. Toàn bộ căn nhà của mình sẽ có một cái tông màu trắng á, nên rất là nhẹ nhàng và sang trọng nha. Cái sân rộng rãi nè, di chuyển vào bên trong nữa sẽ cho anh chị mình thêm một lớp cửa nữa, đó là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện, ôi kính là kính cường lực rất là dày dặn luôn, đi cho anh chị mình những thanh sắt sơn màu vàng nè quý anh chị, nó có đi những cái điểm nắng tông vong rồi, nhìn cũng rất là dễ thương nha. Đó, trong đây thì không gian phòng khách rộng rãi nè quý anh chị, vô cùng luôn đó, không gian phòng khách rộng lắm nha. Căn này thì có tặng 4 phòng ngủ nha quý anh chị và 2 không gian nhà vệ sinh luôn đó, gia đình mình có thành viên đông nên ở về đây ở và sinh sống rất là thoải mái luôn. Ở đây mà quý anh chị mình muốn đi chợ trường học rồi đó là mình đi trong vòng bán kính khoảng 500m thôi là bắt gặp đầy đủ hết rồi. Đây là trần trên của gia đình mình là trần thạch cao nguyên khối nha anh chị. Hệ thống đèn thì bên đơn vị em cũng đã lắp đặt full đầy đủ cho cô chú anh chị mình rồi đó. Tường rạch trong nhà thì bên đơn vị em ốp từ dưới đất lên cao luôn, nó đi một cái điểm nhắn là cái chỉ viền ở trên đầu nữa, nên nhìn nhà rất là sang và đẹp luôn. Ở dưới chân cầu thang đó quý anh chị, là bên đơn vị em sẽ làm thêm cho anh chị mình một cái kho tủ ở ngay chân cầu thang nữa nha. Vì căn này á bên đơn vị em mới vừa hoàn thiện xong luôn là em xuống em review cho cô chú anh chị mình rồi đó, còn bữa nay hoặc là ngày mai nữa là sợ thợ nó sẽ xuống lắp đặt cái không tủ ngay chỗ này luôn nha đó. Cái không gian phòng khách rộng rãi nè, căn nhà của mình là căn nhà mới 100% mới hoàn thiện xong luôn. Anh chị nào quan tâm cái mẫu nhà ngày hôm nay thì hãy nhắc máy lên gọi ngay cho em qua số điện thoại em có để trên màn hình nha. Ở đây cầu thang đi lên tầng trên đó, một cái căn nhà mới tinh mơ luôn, toàn bộ căn nhà của mình là có cái tông màu trắng, nhìn rất là sang nha anh chị đó. Xuống đây sẽ là một cái không gian tủ bếp cho anh chị mình, thì tủ bếp ở bên đơn vị em cũng đã lắp đặt sẵn cho anh chị mình là tủ bếp dưới nè và tủ bếp trên nè, bằng gỗ nha quý anh chị, rất là dày dặn và chắc chắn luôn, mặt đá hoa cương luôn, có bò mì nóc 304 chống bị sét chống hoa mòn cho cô chú anh chị mình luôn. Tường gạch á thì bên đơn vị em cũng ốp lát tặng lên cao luôn nè, về quý anh chị mình nấu nướng lau chùi cũng rất là dễ dàng nữa đó. Dưới chân cầu thang này thì bên đây á là lắp kho tủ, còn bên đây để chống nè quý anh chị mình, có thể để một cái tủ lạnh bự bự to to khu vực này nha đó. Và cái căn này đặc biệt sẽ có một cái phòng ngủ ở dưới đất cho gia đình mình luôn nha. Ở trên là trần thạch cao, có đi những cái hoa văn trị nổi trên trần thạch cao, nhìn cũng khá là sang nha anh chị. Phòng ngủ của mình ở dưới tầng trệt nè, cũng khá là rộng nha. Đó, phòng này rộng nè. Gia đình mình có ông bà với con em nhỏ mà lên xuống cầu thang bắt tiện á, thì mình có thể tận dụng phòng này nha. Đó. Bên em cũng đã lắp đặt
ống đồng máy lạnh đâu sẵn hết này nha anh chị, đó đi âm tường hết luôn, về quý anh chị mình cái việc mua máy lạnh về lắp đặt thôi. Đó, toàn bộ cửa của mình là cửa nhôm xung khoai với kính là kính cường lực cắt là dày dặn luôn nha anh chị. Đó, xem đến đây rồi, nếu mà anh chị nào quan tâm cái mẫu nhà ngày hôm nay thì hãy gọi ngay cho em qua số điện thoại em có để trên màn hình nha. Và bên đây là không gian nhà vệ sinh, không gian nhà vệ sinh thì cũng đầy đủ hết luôn nha anh chị, đầy đủ công năng sinh hoạt hết rồi. Đó, tường gạch đó, gạch men em ốp tặng lên tới trên cao luôn nè, ở trên cũng là trần là phòng luôn. Ở ngoài này thì bên em sẽ lắp cho anh chị mình cái quạt hút ở đây đây nữa nha quý anh chị, đó rất là tiện luôn. Cái bồn rửa mặt thì bên đơn vị em sẽ để phía bên ngoài cho tiện gia đình mình sinh hoạt nè. Một cái căn nhà là còn mới 100% luôn, vừa mới hoàn thiện xong là bên đơn vị em xuống thì quy cho quý anh chị mình rồi, với diện tích cực kỳ là lớn luôn, ngang năm dài tận 15m, nằm trong một cái khu dân cư ở rất là đông đúc và sầm phức rồi. Anh chị nào quan tâm thì hãy nhắc máy lên gọi ngay cho em nha. Và đây là cái lối mình đi lên tầng trên, thì bên đơn vị em thiết kế là hai bên tay vịn bằng gỗ căm xe nguyên khối nha quý anh chị. Còn những cái bên đây thì là kính cường lực nè, lót cho anh chị mình là đá hoa cương nha, gạch ốp vô là gạch men trắng nha anh chị, khá là sang. Đó, giờ anh chị mình cùng em di chuyển lên trên để mình tham quan cái không gian tầng trên. Đó, ngay trên cầu thang đi lên sẽ có một cái bóng đèn ban đêm mở rất là sáng, có hệ thống cửa sổ cho cô chú anh chị mình lấy gió trời luôn. Một cái căn nhà thiết kế rất là đẹp và sang nha anh chị. Cái căn này á quý anh chị mình muốn di chuyển về các quận huyện như quận 8, quận 7, Nhà Bè, Bình Tân rồi đó, thì mình đi đâu đó tầm khoảng hơn 25 phút thôi. Và tầng trên đây á là thiết kế cho anh chị mình 3 phòng lận nha, 3 phòng và một không gian nhà vệ sinh. Đây là lối đi cũng rất là rộng luôn, vì diện tích ngôi nhà của mình ngang tận 5m, dài tận 15m nha anh chị. Di chuyển xuống đây là ở cuối dãy nhà, bên đơn vị em sẽ đặt ở không gian nhà vệ sinh ở phía bên ngoài cho quý anh chị mình tiện sinh hoạt nè, có đầy đủ công năng quý anh chị mình sinh hoạt rồi. Đó, gạch men cũng ốp tặng lên cao luôn. Và đây là phòng cuối ở dãy nhà, phòng đầu tiên ở cuối nhà nha anh chị. Đó, phòng rộng nè, rộng rãi thông thoáng vô cùng. Đây trần cao ráo nha, hệ thống trần thật cao, đèn vuông đầy đủ luôn. Toàn bộ cửa của mình là cửa nhôm xung khoa với kính là kính cường lực nha anh chị. Đó, một cái căn nhà mới tinh mơ luôn anh chị ơi, mà bán với mức giá cực kỳ là sốc, chỉ có 2 tỷ thôi, 2 tỷ thôi nha anh chị. Anh chị mình nhanh tay gọi ngay cho em nha. Đây là phòng thứ hai nha, phòng thứ hai cũng khá là rộng rãi luôn, có hệ thống cửa sổ để lấy gió trời đầy đủ hết luôn. Và đây là phòng thứ ba, đó, cửa nhôm hết trơn luôn nha quý anh chị, cửa nhôm xung pha nha anh chị, nó rất là dày dặn và chắc chắn nha. Đây thì thường bên đơn vị em nhà mới hay bên em có hành cho anh chị mình 1 năm đến 2 năm bên xây dựng nha, đóng dột rồi bên em sẽ bảo hành xử lý miễn phí cho cô chú anh chị mình luôn. Phòng này khá là rộng luôn, quý anh chị có thể làm phòng thờ, nếu gia đình mình ở đông thì mình làm phòng ngủ vẫn được. Ra đây là có một cái ban công phía trước nhà, có thêm một lớp cửa kính nữa nha quý anh chị, cửa sắt sơn kính điện với kính là kính cường lực. Di chuyển ra đây là một cái ban công, ban công thì bên em cũng nhắn nhá làm cái những cái khắc BNC mạ vàng sơn cũng khắc lập rất là đẹp luôn. Đó, nằm trong cái khu dân cư này quý anh chị phải quan sát sơ nè, nhà cửa thì ở rất là đông đúc và sầm phức rồi, biệt thự toàn là biệt thự với biệt thự không à, tìm đâu ra một cái căn nhà bán chưa tới 2 tỷ mà đường ô tô nữa anh chị. Đó, căn nhà của mình vị trí là địa thế cực kỳ tuyệt vời luôn nha quý anh chị, ngay cầu Cần Giuộc luôn nè, để em quay zoom lại cho quý anh chị xem nha. Đó là cầu Cần Giuộc nha quý anh chị, đó, ngoài đó là cầu Cần Giuộc, ngay đó là cây cầu Cần Giuộc trên trục đường quốc lộ 20 nha quý anh chị. Nó như quý anh chị quan sát sơ nha, ngay cầu Cần Giuộc luôn. Ở ngoài cầu Cần Giuộc di chuyển vào căn nhà của mình á khoảng 3 đến 500m thôi anh chị. Đó, với cái hướng nhà của mình á là hướng tây nam và ngang 5m chạy sâu vào là 15m nha anh chị. Được xây dựng là một trệt một lầu, có 4 phòng ngủ và 2 không gian nhà vệ sinh, có sân trước cho và được bán với một cái chất tổng luôn, chỉ đúng 2 tỷ thôi, vẫn còn bớt thêm nha quý anh chị, còn bớt thêm nha. Nếu mà khách nào thiện chí thì xuống đây em sẽ trao đổi và thương lượng giá trực tiếp với chủ luôn. Mới hoàn thiện xong nên chủ cũng muốn bán nhanh để lấy tiền đi đầu tư nơi khác, nên anh chị nào quan tâm đến mẫu nhà ngày hôm nay thì hãy gọi cho em qua số điện thoại em có để trên màn hình nha. Và giờ thì em cũng xin kết thúc video tại đây, em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.